Hoa hậu Thiên Nga, tiểu thư Cành Vàng hai lần đăng quang hoa hậu, lấy chồng giáo sư Đại học Mỹ nhưng phải chịu nhiều bất hạnh nghiệt ngã. Nguyễn Thiên Nga sinh năm 1975 tại Hà Nội, từng được xem là người có cuộc sống viên mãn nhất trong các hoa hậu Việt Nam. Nhưng đó là khi cô chưa thổ lộ về những bất hạnh ẩn giấu. Thiên Nga đăng quang năm 1996, trong một đêm chung kết được tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Khi đó, cô đang là sinh viên năm thứ hai của Đại học Ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh. Trước một tập đoàn quốc sắc thiên hương trong lịch sử các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Thiên Nga vẫn dễ dàng chiếm trọn tình cảm của tất cả và đăng quang ngôi vị Hoa hậu nhờ câu ứng xử thông minh của mình. Khi được hỏi, vì sao trong trào lưu rất nhiều loại mốt mới hiện nay, chiếc áo dài dân tộc Việt Nam vẫn được nhiều người ưa thích? Cô đã đáp, vì áo dài thực sự là trang phục phù hợp với phụ nữ Việt Nam, giúp họ trở nên duyên dáng, đáng yêu hơn. Và điều quan trọng nhất là mỗi khi thoáng thấy áo dài bay trên đường phố, sẽ thấy tâm hồn, quê hương ở đó. Câu trả lời đã nhận được những tràng pháo tay không dứt của khán giả đang theo dõi cuộc thi tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Lá ngọc cành vàng, hơn 20 năm đăng quang, chưa một lần vướng scandal. Cứ ngỡ là hoa hậu hoàn hảo nhất. Năm 1996, sau 4 lần liên tiếp, chiếc vương miện được trao cho người Hà Nội. Lần đầu tiên, một cô gái gốc Sài Thành đã đăng quang. Cô gái đó có một cái tên kiêu kỳ, Nguyễn Thiên Nga. Như Hà Kiều Anh, Nguyễn Thu Thủy hay Ngọc Khánh, Thiên Nga cũng có xuất thân lá ngọc cành vàng. Nữ sinh trường Đại học Ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh khi ấy là ái nữ của giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Hữu Phương, người rất nổi danh trong lĩnh vực vật lý, điện tử viễn thông của Việt Nam. Thiên Nga luôn được đánh giá là người thông minh, đặc biệt trong các hoa hậu Việt Nam. Ẩn dưới vẻ ngoài lộng lẫy, kiêu kỳ là một tinh thần mạnh mẽ, sự hiểu biết sâu rộng và tính cách mạch lạc, quyết đoán. Năm 2001, giữa lúc đang là một cái tên được khán giả quan tâm đặc biệt, Thiên Nga quyết định sang Mỹ du học ngành kinh tế tại Đại học San Jose danh giá, theo đuổi con đường học thuật như truyền thống của gia đình thay vì phát triển trong làng giải trí phù hoa. Cuộc sống của cô từ đó đi vào bí ẩn. Người ta chỉ biết cô đã kết hôn với một giáo sư Việt Kiều và hưởng vinh hoa phú quý tại Hoa Kỳ. Bởi thế, mỗi lần điểm danh một hoa hậu hy hữu được trời cho cuộc sống giàu sang, bình an, không phạm lời nguyền, hồng nhan bạc mệnh, truyền thông đều nhắc tới Nguyễn Thiên Nga. Nhưng hóa ra, tất cả đã sai. Ánh mắt mạnh mẽ kia chỉ đang cố che giấu những bất hạnh lớn lao, không thể giải bày. Ít ai biết, thời điểm Thiên Nga thi Hoa hậu Việt Nam năm 1996, cô vừa trải qua một biến cố dữ dội của cuộc đời. Mẹ cô đã đột ngột ra đi vì bạo bệnh ở tuổi 39. Vốn được yêu thương, cưng chiều và rất gần gũi mẹ, nên mất đi mẹ là cú sốc khủng khiếp đối với Thiên Nga. Cô rơi vào bất ổn tâm lý một thời gian dài mà không thể chia sẻ cùng ai. Chỉ có điều, Thiên Nga không hề biết rằng 20 năm sau đó, cô còn phải chịu một mất mát lớn hơn thế nhiều. Cuộc hôn nhân viên mãn tận cùng và đau đớn tận cùng. Thiên Nga lên xe hoa với một giáo sư Đại học San Jose hơn cô chục tuổi. Chồng chính là học trò của ba cô. Trong mắt Thiên Nga, chồng cô là một người vĩ đại. Anh giỏi đến mức lúc còn học ở Đại học Berkeley, người thường học 12 tín chỉ trong một học kỳ, riêng anh học đến 24 tín chỉ. Các giáo sư lúc đó còn thỉnh thoảng nhờ anh chấm bài thi. Thiên Nga kể, chồng cô đồng thời là giám đốc kỹ thuật của một công ty công nghệ danh tiếng nhất thung lũng Silicon, Hoa Kỳ. Chính vì thần tượng chồng mà Thiên Nga chấp nhận những tính cách nhược điểm của anh như sự khô khan, gia trưởng. Biết chồng hay ghen, không thích vợ lui tới những chỗ đông người hay thân thiết với đối tác, Thiên Nga luôn giữ ý trong các mối quan hệ. Từ một ngôi sao của làng giải trí, cô đưa cuộc sống của mình vào vòng kín đáo, đoạn tuyệt với truyền thông. Hoa hậu Việt Nam 1996 vừa đảm trách công việc cố vấn đầu tư cho một công ty, vừa lo chăm sóc gia đình, con cái, bếp núc
theo mong muốn của chồng. Một cậu con trai giống bố như tạc, cả ngoại hình lẫn tính cách ra đời, làm cho tổ ấm ấy trở nên hoàn hảo, viên mãn đúng nghĩa. Nhưng có lẽ, sự viên mãn của một cô gái đẹp đã khiến số mệnh ghen tuông. 20 năm sau ngày ông trời cướp đi của thiên nga người mẹ hiền, cô lại bị tước mất người chồng hết mực yêu thương mình trong một tích tắc không thể tin nổi. Cuối năm 2015, trong lúc thiên nga đang đưa con trai đến trường học, thì chồng cô đột ngột qua đời sau một cơn đau tim trong phòng làm việc riêng. Khi được nhân viên của chồng báo tin, thiên nga thực sự sụp đổ. Suốt 2 năm sau đó, hoa hậu rơi vào trầm cảm lần thứ hai. Cô kể, một thời gian dài cô sống mà như chết, lúc nào cũng mộng mị thấy chồng, không làm được bất cứ việc gì. Cuộc sống của thời gian trước quá đỗi êm đềm và hoàn hảo. Mất đi người chồng mà cô vừa yêu thương, vừa ngưỡng mộ, chẳng khác nào từ thiên đường lao xuống vực thẳm. Chỉ đến khi nghe tiếng khóc nức nở vì nhớ cha của con trai, thiên nga mới thức tỉnh. Nén nỗi đau, cố gắng gượng dậy vì con. Như cách đã vượt qua nỗi đau mất mẹ, thiên nga không chia sẻ tâm sự với ai, cứ một mình chịu đựng, một mình vật lộn và chờ đợi thời gian làm dịu những vết thương nứt toác. Tuần hai lần, thiên nga cùng con đi gặp bác sĩ tâm lý để có cách suy nghĩ tích cực hơn. Dần dần, cả hai mẹ con đã có thể bình tĩnh, quay trở lại với cuộc sống và công việc. Vượt qua đỉnh dốc cuộc đời, người đẹp tưởng như đã có tất cả trong tay, giờ vẫn có tất cả, chỉ trừ một người đàn ông. Nhờ trí tuệ và kinh nghiệm đầu tư tài chính, hoa hậu thiên nga vẫn vững vàng kinh tế, đủ lo cho hai mẹ con cuộc sống sung túc, không khác nhiều so với lúc chồng cô làm trụ cột gia đình. Song khoảng trống trong tổ ấm và tâm hồn của cô thì không thể nào lấp đầy. Cô gái mồ côi mẹ năm 19 tuổi giờ là một người phụ nữ góa bụa ở tuổi ngoài 40. Những bất hạnh đau nghẹn mà thiên nga phải gánh chịu trong âm thầm sao có thể đem ra so sánh với chuyện thị phi phù phiếm mang tiếng ngày này qua năm nọ của các người đẹp mang danh phận khác. Năm 2018, khi trở về Việt Nam sau 17 năm biệt tâm tích, thiên nga lần đầu tiên tiết lộ về những nỗi đau giấu kín của cuộc đời mình. Nhắc đến người chồng đã rời bỏ mình ra đi 4 năm trước, cô vẫn không kìm được nước mắt dù thấu hiểu lẽ đời vô thường. Ở tuổi U50, nhan sắc vẫn mặn mòi, song thiên nga không có ý định đi bước nữa. Cô dành trọn tâm tư trọn vẹn cho cậu con trai mà cứ nhìn vào là có cảm giác được an ủi vì nhìn thấy bóng hình chồng trong ấy. Hạnh phúc với Hoa hậu Việt Nam năm 1996 giờ đây không phải là chuyện có đôi có cặp mà là niềm mong mỏi được bình an. Phan Thu Ngân, cô gái bán bánh canh, bỗng hóa hoa hậu, bí ẩn 22 năm vẫn chưa có lời giải sau khi chồng đại gia đi tù. Hoa hậu V-Biz này có đời tư cực kín tiếng, nhiều năm qua vẫn không để lộ bất kỳ thông tin nào. Lan Khuê, Phạm Hương, Đặng Thu Thảo là những nàng hậu đang có cuộc sống viên mãn bên trong cánh cửa nhà tài phiệt. Chuyện các hoa hậu, á hậu lui về hậu trường để chăm sóc gia đình nhỏ đã không quá xa lạ, nhưng trường hợp của Hoa hậu Việt Nam 2000 là bí ẩn nhất. Đã hơn 22 năm trôi qua, mọi thông tin về Hoa hậu Phan Thu Ngân đều rất nhỏ giọt, cuộc sống hiện tại gây tò mò. Phan Thu Ngân, từ cô gái bán bánh canh kiếm sống, bỗng hóa Hoa hậu Việt Nam 2000. Phan Thu Ngân sinh năm 80 trong một gia đình có 4 anh chị em. Gia đình Thu Ngân sinh nhai bằng nghề bán bánh canh. Trước khi đến cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2000, Phan Thu Ngân vẫn hàng ngày ra chợ Phú Nhuận để phụ bán hàng cho cha mẹ. Nhờ có chiều cao nổi trội 1m69, thân hình chuẩn cùng gương mặt xinh xắn, nên Phan Thu Ngân được nhiều nhà thiết kế chú ý để hỗ trợ thi nhan sắc. Xuất thân từ gia đình đều là lao động nghèo, chỉ được học tập tại trường dân lập bình thường. Nhưng Phan Thu Ngân xuất sắc vượt qua hàng loạt đối thủ và trở thành chủ nhân chiếc vương miện danh giá. Thời khắc đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2000 đánh dấu cột mốc đổi đời của cô gái bán bánh canh. Dù có không ít cơ hội trở thành người mẫu, diễn viên, nhưng Phan Thu Ngân đều bỏ qua hết để tập trung cho việc học tập. Như bao nàng hậu khác, sau khi đăng quang, cô được cử làm đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc Miss Universe, nhưng Phan Thu Ngân từ chối. Lên xe hoa đúng ngày kết thúc nhiệm kỳ, phu nhân hào môn trắng tay khi chồng vướng lao lý. Chưa đầy 2 năm sau ngày đăng quang, khi nhiệm kỳ hoa hậu vẫn còn ít ngày mới kết thúc, thì vào hôm 22 tháng 9 năm 2002, Phan Thu Ngân lên xe hoa.
Hôn lễ của cô tổ chức tại khách sạn sang trọng bậc nhất Hà Nội. Chồng của Thu Ngân là một thiếu gia giàu có, xuất thân trong gia đình quyền thế. Tuy nhiên, điều đáng nói chính là hôm hôn lễ của đương kim Hoa hậu cũng là lúc diễn ra đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2002. Chính vì lý do này, Phan Thu Ngân không xuất hiện để trao vương miện cho người kế nhiệm. Cũng vĩnh viễn từ đây, Phan Thu Ngân không còn xuất hiện trong bất kỳ sự kiện nào của Hoa hậu Việt Nam. Cuộc sống giàu có sung sướng trong gia đình hào môn chưa được bao lâu thì Phan Thu Ngân rơi vào bi kịch. 2 năm sau khi kết hôn, bố chồng và chồng cô bị khởi tố về tội nhận hối lộ. Chồng cô bị tuyên án 5 năm tù tại phiên xử sơ thẩm năm 2007, 4 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 1 năm tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Sau khi chồng Phan Thu Ngân bị bắt, cũng là lúc đời tư ăn chơi trác táng của vị thiếu gia này được công khai tràn lan trên khắp các mặt báo. Vào 15 năm trước, do báo chí đưa nhiều thông tin rằng chồng Thu Ngân không chỉ là thiếu gia gắn với những phi vụ làm ăn phi pháp, mà còn là tay chơi nổi tiếng ở các vũ trường khắp trong Nam ngoài Bắc. Thời điểm xảy ra biến cố gia đình, một người bạn thân của Phan Thu Ngân đã kể lại, lúc đó cô rất bình tĩnh và bản lĩnh. Người đẹp chia sẻ với bạn thân rằng, nếu anh ấy phạm pháp thì pháp luật sẽ xử lý thôi. Chị chỉ biết làm tròn bổn phận với gia đình chồng và nuôi dạy 2 đứa con khôn lớn. Chuyện tình của Hoa hậu Phan Thu Ngân và chồng lúc đó đã từng tốn không ít giấy mực của báo chí, đồng thời tạo cảm hứng cho đạo diễn Vũ Hồng Sơn thực hiện bộ phim Chạy án nổi tiếng. Trong một bài phỏng vấn năm 2008, Phan Thu Ngân từng tâm sự. Phan Thu Ngân đã trở lại thực sự một chân dung về Hoa hậu qua lời kể của nhà thiết kế Văn Thành Công. Tôi còn nhớ như in năm 2000, Phan Thu Ngân vẫn là một cô gái mới lớn, ngây thơ và trong trắng. Đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam, Thu Ngân chẳng nghĩ gì, thi giống như một cuộc thử sức vì đã được nhà thiết kế Việt Hùng lo mọi việc từ trang phục make up. Chỉ duy nhất thiếu một đôi guốc cao gót, chúng tôi đã đi khắp Sài Gòn hôm đó để mua bằng được cho Ngân trình diễn trên sân khấu. Từ đó, chúng tôi trở thành thân thiết như hai chị em. Ngay cả đến tận bây giờ, nhiều khi Ngân vẫn thường nói, đến như cả chị em ruột, Ngân cũng không tâm sự nhiều bằng tâm sự với tôi. Sau khi Ngân đoạt danh hiệu Hoa hậu, cùng lớn lên ở sân khấu Hoa học đường, nên Ngân và người mẫu Phan Tuấn Đạt trở nên thân thiết và có tình cảm với nhau. Họ cùng mở ra nhãn hiệu thời trang mang tên T&D, ghép tên của hai người lại. Lúc đó, tôi vừa tốt nghiệp và cũng đoạt một số giải thưởng về thời trang, nên Ngân mời tôi về công tác. Được một thời gian do không hợp, Ngân chia tay nhãn hiệu T&D. Cùng chị gái mở ra nhãn hiệu thời trang riêng mang tên chính Ngân, PTN. Nhãn hiệu tương đối phát triển vì Ngân cũng có năng khiếu về kinh doanh, thêm việc hiểu được thị trường thời trang, môi trường mà Ngân đã từng tham gia. PTN có hệ thống cửa hàng lớn tại thành phố Hồ Chí Minh lên đến 6 showroom. Cùng với lúc đó, Ngân rất thích đi du lịch. Chúng tôi dành nhiều thời gian đi khám phá những vùng miền ngay trong nước. Có khi đi dọc từ Nam ra Bắc, mỗi nơi chúng tôi ở gần 1 tháng trời. Bỗng một ngày Phan Thu Ngân tâm sự với tôi đã có người yêu ở Hà Nội và muốn ra đó sinh sống. Tôi ngạc nhiên lắm. Từ trước đến giờ đa phần người Bắc vào Sài Gòn sinh sống và làm nghiệp, chứ mấy ai người Nam lại ra Bắc. Gia đình bên chồng lại quá khác xa với gia đình của Ngân. Ngân lớn lên trong một gia đình nghèo, mẹ người Cần Thơ, bố người Bình Định. Cả hai bươn chải lên Sài Gòn và sống bằng gánh bánh canh bán ngoài chợ. Tuổi thơ của Ngân lúc nào cũng thiếu thốn nên luôn mang tâm trạng mặc cảm và khát khao lo được cho gia đình, cho những người thân yêu của mình sung sướng. Chính vì thế, Ngân không thích cuộc sống trong làng showbiz, không tham gia trình diễn thời trang nhiều, muốn ổn định bên một người chồng. Còn ngày cưới tại Hà Nội, quá nhanh đối với một hoa hậu vừa đăng quang 1 năm. Phan Thu Ngân còn điện thoại cho tôi tâm sự, không biết chị có nên cưới hay không nữa. Tôi chẳng biết nói gì, ngoài việc động viên Ngân nên nắm giữ hạnh phúc cho riêng mình. Chị đã quyết định thì có nghĩa là sẽ đúng. Sau đám cưới, vợ chồng Ngân mời tôi ra Hà Nội chơi 2 tháng. Lúc đó chúng tôi có ý định mở một nhãn hiệu thời trang riêng phục vụ các bạn trẻ thủ đô. Nhưng sau thời gian tôi sống và tìm hiểu, phát hiện người Hà Nội không hứng thú dùng đồ thiết kế nhiều, đa phần mua hàng may sẵn hoặc đồ hiệu. Dự án đó của chúng tôi bị hủy bỏ. Sau khi trở lại Sài Gòn, có tin đồn là Ngân nghiện ma túy. Tôi rất lấy làm sửng sốt, không thể chịu đựng được cái việc người ta đơm đặt như thế. Chúng tôi sống với nhau, đi chơi cùng, có khi gần như cả ngày tôi bên cạnh Ngân. Không thấy một biểu hiện gì khác thường cả. Tôi sợ Ngân buồn nên cũng chẳng dám hỏi thăm. Chỉ bảo chị đừng có quan trọng những điều không hay như thế. Ngân cũng đồng tình, người ta thích nói gì thì nói, mình biết cuộc sống của mình. Do họ nói thế, mình không thể đi đôi co với họ được. Nhưng tôi biết là Ngân rất buồn về những điều không hay họ đó. Rồi ngày không hay cũng đến, nhìn hàng tít chạy trên các mặt báo về việc bắt giữ anh Hải. Tôi không thể tin vào mắt mình.
điện thoại cho Ngân, chị rất bình tĩnh. Thì chính chị cũng sốc. Thực ra vợ chồng lấy nhau sống với nhau bằng tình yêu thương và sự tin tưởng. Công việc của anh ấy chị cũng không hiểu nhiều. Nếu anh ấy phạm pháp thì pháp luật sẽ xử lý thôi. Chị chỉ biết làm trong bổn phận với gia đình chồng và nuôi dạy hai đứa con khôn lớn. Sau vụ đó, có quá nhiều bài báo không hay được viết về Ngân. Đúng sai có cả, khiến cho cuộc sống của Ngân rơi vào khủng hoảng. Chưa kể, gia đình Ngân luôn bị giới truyền thông bủa vây, sống không một ngày yên ổn. Ngân bắt đầu nép mình lại như một con thú trúng thương, tự kỷ ám thị, sợ mọi thứ, đến mức bố mẹ của Ngân sợ quá, còn khuyên nên đi khám bác sĩ tâm lý. Tôi điện thoại cho Ngân dục về lại Sài Gòn, biết đâu cuộc sống trong này sẽ làm cho Ngân thấy thoải mái và chúng tôi sẽ kết hợp làm việc với nhau. Tôi muốn Ngân phải trở lại cái thời hoàng kim nhất. Và Ngân về lại Sài Gòn thật. Cuộc sống của Ngân bây giờ đơn giản lắm, rất ít đi ra khỏi nhà. Ngân có hai người bạn thân là tôi và người mẫu Uyên Lan. Thi thoảng tôi vẫn đến nhà Ngân ăn cơm, rồi hai chị em đi mua đồ cho hai đứa nhỏ. Đôi khi lang thang ở siêu thị gần nhà, vẫn có người nhận ra và xin chữ ký. Sau nhiều năm đăng quang hoa hậu, Phan Thu Ngân đã lo được cho hai chị gái có một nhà hàng ăn uống sau khi giải thể nhãn hiệu PTN. Có em trai hiện đang học ngành tiếp viên hàng không. Bố mẹ Ngân cũng được sống trong căn nhà khang trang hơn, nên cuộc sống của Ngân trở lại Sài Gòn không gặp khó khăn gì. Cứ 3 tuần một lần tôi lại đưa Ngân mang đồ ăn đến thăm nuôi chồng, cũng không xa trung tâm Sài Gòn là mấy. Ngân tâm sự, hiện tại chị sẽ dùng hết sức cho hai đứa con, nuôi dạy chúng nên người. Chị vẫn chờ anh ấy như lời hứa khi mới kết hôn. Còn sau này, khi anh ấy ra tù, tình cảm hai người như thế nào sẽ tính tiếp. Hiện nay, chúng tôi đang chuẩn bị cho việc khai trương showroom nhãn hiệu thời trang mới tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi thấy Ngân vui vẻ trở lại làm việc, có cảm giác như mình làm được việc gì đó lớn lao lắm. Bí ẩn 22 năm chưa có lời giải đáp về cuộc sống của Phan Thu Ngân. Trong thời gian chồng thiếu gia thụ án 5 năm tù, Hoa hậu Phan Thu Ngân từ Hà Nội đưa hai con về thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Cũng chính từ đây, phu nhân hào môn quyền lực ngày nào bỗng dưng mất tích. Thời gian đó từng rộ tin đồn cô chấm dứt tình cảm với người chồng tù tội sau khi tìm được bế độ mới. Trước những tin đồn đời tư, Phan Thu Ngân chọn cách im lặng và từ chối mọi lời phỏng vấn. Nhiều năm qua, Thu Ngân sống khép kín và gần như không còn liên quan đến showbiz. Cô trở thành hoa hậu bí ẩn nhất Việt Nam. Mất tất cả sau khi nhà chồng sụp đổ, cô một mình gánh vác kinh tế gia đình và đã lo được cho hai chị gái có một nhà hàng ăn uống. Cậu em hiện tại đang học ngành tiếp viên hàng không, còn xây cho bố mẹ một căn nhà khang trang hơn. Lần gần nhất Hoa hậu Việt Nam năm 2000 tái xuất trở lại là khi tham gia vào buổi lễ giỗ tổ ngành sân khấu ở thành phố Hồ Chí Minh năm 2015. Năm 2018, Hoa hậu Việt Nam tổ chức gala quy tụ tất cả các nàng hậu, nhưng Phan Thu Ngân không tham gia với lý do không thể sắp xếp được công việc. Đến hiện tại, sau 22 năm đăng quang, không ai có thể trả lời chính xác Phan Thu Ngân đang ở đâu và sống như thế nào. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, cũng xuất hiện lời đồn rằng cô đã ra nước ngoài sinh sống với con trai và tái hôn cùng với một người đàn ông tốt. Tuy nhiên, danh tính cũng như thông tin về người đàn ông mới của Hoa hậu bí ẩn nhất Việt Nam không hé lộ bất kỳ chi tiết nào, dù là nhỏ nhất. Không chỉ Phan Thu Ngân, chồng cũ và các con của cô cũng rất kín tiếng. Chính vì vậy, những chuyện về cuộc sống hiện tại của Phan Thu Ngân chỉ là lời đồn thổi, còn thực tế cô đang ở đâu và làm việc gì vẫn là một bí ẩn không tìm ra lời giải với người hâm mộ. Tin đồn Hoa hậu Ngọc Khánh trốn chạy sang nước ngoài là vì chồng cô tù tội, nhưng sự thật đằng sau. Nguyễn Thị Ngọc Khánh sinh năm 1976 đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam lần thứ 6 vào ngày 1 tháng 11 năm 1998 tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng, thành phố Hồ Chí Minh. Ngọc Khánh đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1998 khi mới 22 tuổi. Lúc ấy, nhan sắc Ngọc Khánh là đề tài bàn tán vì công chúng vốn chưa quen với kiểu đẹp tây như vậy. Không chỉ là hoa hậu, Ngọc Khánh còn được nhắc tới với nhiều công việc như người mẫu, gương mặt đại diện nhãn hiệu, làm MC cho loạt chương trình hội nghị, truyền hình, game show, sân khấu ca nhạc. Ngoài ra, Ngọc Khánh cũng từng làm biên tập viên, làm marketing và giám đốc điều hành công ty giải trí. Đăng quang hoa hậu năm 1998, nhan sắc Ngọc Khánh mở màn cho cuộc thay đổi thẩm mỹ của công chúng về cái đẹp. Ngọc Khánh dần chinh phục khán giả bởi một vẻ đẹp khác là trí tuệ, học vấn của mình. Cô được mệnh danh là Julia Roberts của Việt Nam. Sau cuộc thi, Ngọc Khánh tham gia các hoạt động trong showbiz từ người mẫu, gương mặt đại diện nhãn hiệu MC đến biên tập viên và giám đốc điều hành công ty giải trí.
cuộc hôn nhân trắc trở và sự bản lĩnh mang tên Ngọc Khánh. Điều dư luận quan tâm nhất đối với Ngọc Khánh chính là đời sống tình cảm riêng tư của cô. Năm 2004, cô lên xe hoa với luật sư Lê Công Định, nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông đã từng có một đời vợ. Đến năm 2009, luật sư này bị bắt và một thời gian sau, cả hai đã đường ai nấy đi. Người xưa có câu, hồng nhan bạc mệnh, quả đúng với số phận của Hoa hậu Ngọc Khánh. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha là cố đạo diễn Nguyễn Đỗ Ngọc, mất năm cô 13 tuổi. Mẹ cô là nghệ sĩ kèn opera Lê Thị Thắng, bản thân học Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngọc Khánh luôn thể hiện được khí chất thông minh của bản thân. Trải qua 5 năm sống chung, bất ngờ luật sư Lê Công Định bị bắt, Ngọc Khánh một mình phải lo trăm công ngàn việc. Cô xin tạm nghỉ việc ở đài truyền hình, vừa lo vụ việc của chồng, vừa chăm lo cho gia đình hai bên. Thời gian đó mấy ai hiểu được nỗi khổ của cô. Người ta nhìn cô bằng cặp mắt soi mói, bàn tán lung tung về chuyện gia đình cô. Cô đã phải mạnh mẽ lắm mới vượt qua được. Lúc đó cô khép nép hơn với dư luận. Đồng nghiệp bạn bè có gọi điện hỏi mọi việc có vướng mắc gì không, thì cô trả lời công việc và các mối quan hệ vẫn bình thường, nhưng giọng nói trùng xuống hẳn. Nhìn Ngọc Khánh, người ta không thấy cô ủy mị, yếu đuối, mà thấy vào đó là ánh mắt cương nghị, sự mạnh mẽ vốn có trên khuôn mặt vẫn còn nguyên. Có thể nói, cô thừa hưởng từ cha cá tính mạnh mẽ, cô hoàn toàn có thể đứng vững trong định mệnh trên trao. Trong hoàn cảnh đó, hơn ai hết, Ngọc Khánh thấm thía nỗi lạnh lẽo trong ngôi nhà không có đàn ông. Cô từng sống trong ngôi nhà vắng mặt người cha, bất kỳ người phụ nữ nào cũng không thể che đậy nỗi cô đơn và nỗi sợ hãi mơ hồ. Ngọc Khánh đã rất bất ngờ khi Lê Công Định bị bắt tạm giam. Là một người vợ, cô chỉ mong chồng mình sớm được về nhà. Khi xem video clip đọc lời nhận tội và xin khoan hồng của Lê Công Định, Ngọc Khánh chân thành nói rằng cô bớt đi lo lắng phần nào vì cô hiểu sự nghiêm khắc của pháp luật. Ngọc Khánh thổ lộ trong một bài báo rằng nhiều người gọi điện cho cô nhưng cô chẳng biết nói gì về sự cố đau lòng này. Mỗi ngày vợ chồng cô chỉ gặp mặt trong bữa cơm và chỉ tâm sự về gia đình, còn công việc ai thì người nấy làm. Cô thật sự bất ngờ trước mọi chuyện. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Sau quá nhiều biến cố trong câu chuyện hôn nhân với luật sư Lê Công Định, Ngọc Khánh chia tay chồng. Người phụ nữ ấy phải chịu biết bao nhiêu điều tiếng. Người ta nói cô phản bội chồng, thấy khó khăn thì bỏ trốn. Nhưng người ta đâu biết rằng cô là nhân vật chính trong cuộc hôn nhân ấy, thì hơn ai hết cô phải chịu nỗi đau của thể xác và tinh thần. Nhiều người họ lạ lắm, khi chưa biết rõ sự tình thì đã vội vàng kết luận, quy chụp mà trong chuyện này Ngọc Khánh là nạn nhân. Thời điểm đó cô không công bố lý do chia tay. Ngọc Khánh vốn chỉ là vậy, cô kín tiếng trước chuyện của mình. Cô âm thầm chọn con đường du học để hy vọng cuộc đời sẽ tươi sáng hơn. Bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời Hoa hậu Ngọc Khánh. Năm 2010, người ta hay tin Ngọc Khánh sang Mỹ và bắt đầu chặng hành trình mới trong cuộc sống. Em nói các chị nghe, ở cái tuổi ấy, người phụ nữ thường đã ổn định có cuộc sống trọn vẹn, thì Ngọc Khánh vẫn chưa đâu vào đâu. Vượt qua mọi định kiến về tuổi tác, bất đồng ngôn ngữ, văn hóa, Ngọc Khánh đã hoàn thành tốt khóa học. Nói về quyết định đi du học, Hoa hậu chia sẻ: cuối năm 2010, ở ngưỡng 34 tuổi, tôi quyết định đi học lại, trở lại với tất cả khó khăn của việc xa xứ. Ở nhà thuê, đi xe buýt, phải học lại toán, học lại anh văn, rồi thêm vào đó là sức ì của bản thân và định kiến của xã hội. Ở thời điểm ấy có nhiều luồng ý kiến khác nhau. Họ nói tôi trốn chạy, nói tôi là người bạc bẽo, người khác lại cho rằng đó là sự lựa chọn đúng. Sự đời là thế, đắn đo mãi rồi tôi đi đến một quyết định cuối cùng là chính tôi chứ không ai khác phải sống cuộc sống của chính mình. Bị nhiều đồng đoán xoay quanh mình nhưng cuối cùng Ngọc Khánh vẫn quyết tâm ra đi để là chính mình. Cô tâm niệm, khi quyết định du học, tôi đi với tâm thức, đi là để trở về. Nay sự trở về có ý nghĩa rộng hơn, về không phải là ở hẳn để sinh sống, nhưng cách trở về có thể hiểu là về với công việc từ thiện, về tìm những sản phẩm Việt Nam giới thiệu ra nước ngoài, về với những ý tưởng mới để cộng tác thực hiện cùng những người bạn trong nước. Và chính trong thời gian du học cô đã gặp được người chồng hiện tại của cuộc đời mình. Khi quyết định trở về Việt Nam sau thời gian du học thì cơ duyên đến với cô. Cuộc sống luôn đem lại cho bạn sự bất ngờ. Sau khi học xong về nghề kinh doanh thời trang, tôi những tưởng mình sẽ quay lại Việt Nam và làm việc,
thì cơ duyên cho tôi gặp ông xã của mình, người đang duy trì xưởng sản xuất rượu nho của gia đình. Gia đình chồng tôi đã làm công việc này từ lâu rồi, tới chúng tôi là thế hệ thứ ba. Là thành viên mới nên tôi đương nhiên phải học hỏi thêm về rượu van, cách phân biệt các loại nho và quy trình sản xuất rượu. Người đẹp đã chia sẻ về hoàn cảnh gặp chồng hiện tại. Lấy chồng Tây, vậy nên Ngọc Khánh quyết định ở lại Mỹ và gắn bó cuộc đời mình với nơi này. Cô quyết định sẽ phụ giúp công việc sản xuất kinh doanh rượu van của ông xã. Nói về công việc hiện tại, Ngọc Khánh cho biết, tôi nhận phụ trách khu trưng bày và bán quà tặng lưu niệm trong phòng thử rượu, Tasting Room. Thực chất, nó là công việc của một buyer. Nhưng thay vì quần áo thời trang, tôi lại tìm các mặt hàng lưu niệm liên hệ với sản phẩm chính là rượu van để bày bán tại đó. Cơ hội mới cho tôi tiếp tục được học hỏi về văn hóa rượu van và thưởng thức cuộc sống trang trại êm đềm gần gũi với thiên nhiên. Bây giờ tôi sống cho mình nhiều hơn. Khi làm truyền hình tôi như con thoi, luôn tất bật và vội vàng. Ngày xưa tôi không có thời gian để thở, gian bếp rất ít khi dùng vì thực sự không có thời gian. Nay gian bếp là một thiên đường mới nơi tôi tập nấu các món ăn và thử phối hợp món ăn với nhiều loại rượu van khác nhau. Khi sống chậm lại, tôi có nhiều thời gian cho bản thân, sống ung dung tự tại. Hiện tại, ngoài tất bật công việc đi thu thập những đặc sản ở khắp mọi nơi trên thế giới để làm quà tặng lưu niệm cho phòng thử rượu, thì Ngọc Khánh còn dành thời gian chăm sóc bản thân mình. Cô thích được đi du lịch nhiều nơi và cùng chồng thưởng thức nhiều món ăn ngon trên thế giới. Hơn thế, người đẹp còn có sở thích nấu ăn. Vậy nên, phòng bếp chính là thiên đường để cô thử tất cả các tài nghệ. Ngọc Khánh tâm sự với cô ngày xưa lúc bận rộn, bếp là nơi xa lạ. Còn giờ đây, bếp chính là phòng yêu thích của cô. Và cô đang tận hưởng những khoảng thời gian tuyệt vời nhất của cuộc đời mình. Bởi vậy mới nói, ông trời công bằng lắm, ông không lấy hết của ai thứ gì đâu. Có đương đầu vượt qua những ngày giông bão mới thấy phía trước là ánh bình minh. Trong cuộc sống của mình, đôi lúc cũng có trắc trở chông gai. Nhưng nếu cứ chán nản buông xuôi thì làm sao ta có thể có được những ngày hạnh phúc. Showbiz từng có một hoa hậu dính vào đường dây bán dâm 2.500 đô và chịu án tù tội, cuộc sống hiện tại thế nào? Hoa hậu Mỹ Xuân từng dính vào vụ ồn ào chấn động showbiz, cuộc sống bây giờ thế nào? Năm 2012, showbiz Việt từng bùng nổ khi một hoa hậu bị phanh phui chuyện cầm đầu đường dây bán dâm nghìn đô. Từ khi đăng quang, hoa hậu này liên tiếp dính vào ồn ào bị tố nói dối, hở bạo gây phản cảm và đỉnh điểm là dính vào vụ lùng xùm mang tính phức tạp. Vậy gần một thập kỷ sau vụ kỳ án trên, Mỹ Xuân, hoa hậu khu vực Nam Mekong giờ sống thế nào? Hoa hậu Mỹ Xuân vừa đăng quang đã dính ồn ào, bị gia đình tố nói dối. Năm 2009, khi đang là một hướng dẫn viên du lịch, Mỹ Xuân bất ngờ rẽ hướng khi quyết định đăng ký tham gia cuộc thi Người đẹp Sóc Trăng năm 2009. Đây chính là cuộc thi Hoa hậu khu vực Nam Mekong. Với thân hình gợi cảm và gương mặt đẹp, cô gái Hậu Giang vượt qua 168 thí sinh để giành vương miện Hoa hậu. Cô cũng nhận được giải phụ ứng xử hay nhất tại cuộc thi này. Mỹ Xuân đăng quang Hoa hậu khu vực Nam Mekong năm 2009. Dù sở hữu nhan sắc không thật sự nổi bật, song Mỹ Xuân có chiều cao và thân hình khá chuẩn. Sau khi đăng quang, rất nhiều người muốn tìm hiểu về nguyên quán thật của Mỹ Xuân nhưng cô luôn mập mờ về gốc gác của mình. Cô nói rằng ba cô là người rượu chè, không thương con cái nên cô không nhìn nhận họ hàng bên nội. Người đẹp từng thổ lộ về hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải bán vé số mưu sinh từ nhỏ. Tuy nhiên, sau đó một người thân trong gia đình cô phủ nhận chuyện này và cho biết bố Mỹ Xuân chưa bao giờ bắt con gái lăn lộn kiếm tiền cực khổ bằng việc bán vé số. Sau hai lời kể đối lập nhau, thực hư chuyện Mỹ Xuân từng đi bán vé số vẫn là thắc mắc của dân mạng. Thời điểm mới vào showbiz, Mỹ Xuân đã gây choáng với những phát ngôn sốc tận óc. Tôi có khuôn mặt đẹp, thân hình chuẩn thì tại sao tôi phải giấu giếm? Khi Mai Hải Anh xuất hiện cùng biệt danh người đẹp nghiện nui và dư luận đặt hai cô gái này lên bàn cân vì cái sở thích khoe hằng, thì Mỹ Xuân lại tỏ ra tức tối. Lẽ ra mọi người phải so sánh tôi với Mai Phương Thúy, Ngọc Trinh chứ sao lại so sánh với Mai Hải Anh? Mai Hải Anh không có tiếng tăm gì nên phải làm thế, chứ em có tên có tuổi rồi đâu cần làm vậy. Thời điểm đó, mặc dù là hoa hậu nhưng Mỹ Xuân rất ít khi tham gia sự kiện hay góp mặt vào những sàn diễn thời trang. Thay vào đó,
cô chỉ để lại ấn tượng với khán giả bởi những phát ngôn gây sốc hay loạt ảnh khoe da thịt vô cùng phản cảm. Cầm đầu đường dây bán dâm nghìn đô gồm hot girl, hoa khôi, người mẫu, ca sĩ. Tháng 6 năm 2012, dư luận được fan xôn xao trước vụ việc của Hoa hậu Nam Mekong 2009, Mỹ Xuân cùng ba tú ông, tú bà khác cầm đầu đường dây bán dâm quy tụ nhiều hot girl, hoa khôi, người mẫu, ca sĩ, có tiếng tăm trong giới showbiz. Khi bị bắt, Mỹ Xuân cho biết vì nghề người mẫu thù lao không đủ tiền son phấn, trang phục, trong khi đồng nghiệp ai cũng dùng hàng hiệu, đi xe sang khiến cô bắt đầu sa ngã. Mỗi lần đi khách, các cô gái mại dâm trong đường dây của má mì Mỹ Xuân có giá từ 2.000 đến 2.500 đô, tương đương 45 đến 56 triệu đồng. Bên cạnh đó, họ cũng môi giới cho sinh viên đi làm gái mại dâm với giá từ 300 đến 600 đô, 6 đến 12 triệu đồng. Đây được coi là một số tiền khá lớn tại thời điểm năm 2012. Mỹ Xuân tại phiên tòa xét xử vì dính vào đường dây bán dâm giá nghìn đô. Tháng 6 năm 2013, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án môi giới bán dâm. Trong phiên tòa xét xử, Hoa hậu Mỹ Xuân ăn năn. Điều bị cáo cảm thấy đau lòng nhất là khi cha mất, Xuân đang ở trong trại tạm giam Chí Hòa mà không thể về nhìn mặt cha lần cuối. Từ khi bị cáo bị bắt, mẹ phải vào bệnh viện cấp cứu 3 lần vì bệnh tim. Bị cáo rất ăn năn vì hành vi của mình không chỉ ảnh hưởng đến mình mà còn ảnh hưởng đến giới người mẫu và hoa hậu. Bị cáo thành thật ăn năn, đây là bài học không chỉ cho bị cáo mà còn là bài học cho các bạn trong giới. Cuối cùng, Mỹ Xuân bị tuyên án 2 năm 6 tháng tù giam. Tuy nhiên, do cải tạo tốt, cô được ra tù sớm hơn bản án. Thời điểm bị bắt, Mỹ Xuân rất ăn năn hối tội. Cuối cùng, Hoa hậu kim tú bà Mỹ Xuân bị tuyên án 2 năm 6 tháng tù. Cuộc sống hiện tại giờ ra sao? Sau khi được tại ngoại, Mỹ Xuân không hoạt động trong showbiz mà chọn cuộc sống kín đáo. Trong vài năm gần đây, Mỹ Xuân thoải mái chia sẻ cuộc sống của mình trên mạng xã hội. Được biết, cô đã lập gia đình và hạ sinh nhóc khi còn khá nhỏ. Hiện tại, Mỹ Xuân tập trung chăm sóc gia đình và bán hàng online trên mạng để kiếm sống. Trong một bài phỏng vấn trước đó, Hoa hậu khu vực Nam Mekong cho biết câu chuyện mọi người thường nhắc đến đã là quá khứ quá xa. Cô cũng bước qua tuổi thanh xuân và đang nỗ lực xây dựng cuộc sống mới. Năm 2019, sau scandal 7 năm trước, Mỹ Xuân hiếm hoi lộ diện trong bữa tiệc của Hoa hậu Oanh Yến. Lúc này, Mỹ Xuân đã lập gia đình và đang mang thai. Sau scandal gây chấn động, Mỹ Xuân gần như giải nghệ. Cô chọn cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên ông xã và các con. Hiện tại, Hoa hậu khu vực Nam Mekong ngày nào chọn cách kinh doanh online để làm nguồn thu nhập chính. Tiểu sử Hoa hậu Hà Kiều Anh, người đẹp là công chúa đời thứ 7 triều Nguyễn. Hà Kiều Anh sinh năm 1976. Hà Kiều Anh quê gốc ở Thừa Thiên Huế nhưng sinh ra tại Hà Nội. Hà Kiều Anh cao 1m74, số đo ba vòng là 85, 61, 88. Sau khi đăng quang, người đẹp không tuổi tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Điều này giúp Hà Kiều Anh để lại ấn tượng đẹp trong lòng công chúng. Lúc đăng quang, Hà Kiều Anh đang là sinh viên trung cấp thanh nhạc năm thứ nhất của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi đoạt danh hiệu Hoa hậu, Hà Kiều Anh đã tham gia vào diễn xuất. Cô góp mặt trong các bộ phim như là Người tình trong mơ, Đẻ mướn, Ván cờ tình yêu, Lối sống sai lầm. Ngày 20 tháng 9 năm 1992, Hà Kiều Anh đăng quang danh hiệu Hoa hậu toàn quốc báo Tiền Phong lần thứ 3. Cuộc thi này là tiền thân của Hoa hậu Việt Nam. Người đẹp được xem là Hoa hậu có độ tuổi đăng quang trẻ nhất trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc Việt Nam. Hiện tại, Hà Kiều Anh là một doanh nhân theo đuổi con đường kinh doanh và gặt hái không ít thành công. Với nhiều vai trò khác nhau, Hoa hậu Hà Kiều Anh ưu ái chiếm được tình cảm của khán giả. Dù xuất hiện với cương vị là hoa hậu hay diễn viên, Hà Kiều Anh luôn có sức hút đặc biệt. Gia thế của Hoa hậu Hà Kiều Anh khiến không ít người ngưỡng mộ. Người đẹp là cháu ngoại của nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng Vương Quốc Mỹ, đồng thời là cháu nội ông Hà Văn Lâu, nguyên đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Cha của Hà Kiều Anh là kỹ sư điện tử Hà Tăng Lâm. Mẹ của cô là doanh nhân Vương Kiều Anh, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Vương Anh. Nàng hậu may mắn được sinh ra trong một gia đình danh giá.
cuộc tình giữa Hoa hậu Hà Kiều Anh với đại gia buôn lậu trốn thuế. Cuộc tình giữa Hoa hậu Hà Kiều Anh và đại gia Nguyễn Gia Thiểu kết thúc vội vã khi ông Thiểu phải ngồi tù vì buôn lậu và trốn thuế. Tiêu tốn rất nhiều giấy mực của báo giới suốt 3 năm từ năm 2002 đến năm 2005 là câu chuyện tình của Hoa hậu Hà Kiều Anh và giám đốc công ty Đông Nam Nguyễn Gia Thiểu. Dư luận một thời cho rằng cặp trai tài gái sắc khó có thể rời xa nhau bởi họ dường như kết hợp rất ăn ý. Ngay cả khi vụ án buôn lậu hơn 39.000 chiếc điện thoại di động và trốn thuế hơn 99 tỷ đồng của ông Nguyễn Gia Thiểu bị phanh phui, người ta vẫn đinh ninh rằng ông Thiểu có thể mất tất cả sự nghiệp và tiền của ngoại trừ người vợ xinh đẹp. Theo thông tin được nhiều tờ báo thời điểm đó chia sẻ, Nguyễn Gia Thiểu là Việt Kiều định cư tại Pháp từ năm 11 tuổi, giám đốc công ty Đông Nam. Hồi Hà Kiều Anh đi thi Hoa hậu ở Ai Cập về, cô bị tai nạn phải nằm viện liệt suốt 2 tháng trời. Chính anh là người đã chăm sóc và động viên Hà Kiều Anh. Cô kể, trải qua hết những khó khăn đau ốm, cả anh lẫn mình đều thấm thía ý nghĩa chân thực nhất của tình yêu. Anh ấy yêu mình bằng một tình yêu rộng lớn, yêu cả cái tốt lẫn cái xấu. Mình có cảm giác hễ dựa vào anh là không còn sợ bất cứ chuyện gì nữa. Thành vợ chồng với Nguyễn Gia Thiểu nhưng chưa tổ chức lễ cưới, chỉ về sống cùng nhau với vỏn vẹn một tờ đăng ký kết hôn. Nhưng không lâu sau đó, người chồng cô đã lĩnh án 20 năm tù về tội buôn lậu và trốn thuế, đồng thời phải nộp phạt gần 130 tỷ đồng. Theo cơ quan cảnh sát điều tra năm 2005, khi bị khởi tố về tội buôn lậu và trốn thuế, Nguyễn Gia Thiểu đã tìm mọi cách để tẩu tán tài sản. Hầu như rất nhiều tài sản quý, ông đều chuyển qua tài sản riêng của vợ mình khi ấy là Hà Kiều Anh. Trước đó, ông Thiểu cũng nhờ thủ quỹ của công ty chuyển tiền vào tài khoản của Hà Kiều Anh tại Techcombank và nói là việc riêng. Ba nhân viên kế toán của công ty Đông Nam cũng khai họ đã gửi vào tài khoản của Hà Kiều Anh với số tiền là 8,4 tỷ đồng. Dù khi ra tòa, ông Thiểu còn nói rằng đây là Hà Kiều Anh nhờ nộp dùm. Khi khám nhà trong két sắt, nhà Hà Kiều Anh có chứa tới 200.000 đô la Mỹ. Số tiền này được Nguyễn Gia Thiểu giải thích là tiền bán đất ở nhà bè và tiền đặt cọc ngôi nhà. Tại phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại công ty Đông Nam, sai phạm của công ty này được công bố chi tiết như buôn lậu 39.500 chiếc điện thoại di động trị giá lên tới 149 tỷ đồng, trốn thuế hơn 99 tỷ đồng. Số tiền 200.000 đô la Mỹ trong két sắt nhà Hà Kiều Anh cũng bị giữ lại và ông Thiểu cũng phải nộp phạt gần 130 tỷ đồng cùng với án tù giam. Khi ấy rất nhiều người đã nhìn thấy nước mắt của Hà Kiều Anh tại tòa. Đầu tháng 6 năm 2007, sau một năm rưỡi kể từ ngày ông Nguyễn Gia Thiểu chính thức nhận án tù, Hà Kiều Anh cho biết đã ly dị ông Nguyễn Gia Thiểu, kết thúc mối tình nhiều tai tiếng và sóng gió giữa Hoa hậu và đại gia. Một thời gian sau, Hà Kiều Anh bí mật tổ chức đám cưới với người chồng thứ hai tại một vùng biển ở miền Trung. Hà Kiều Anh tâm sự, thật sự một điều nếu không có chuyện của chồng cũ, thì tôi nghĩ rằng mình chưa làm bất cứ điều gì sai trái với danh hiệu Hoa hậu mà mình đạt được. Tôi nghĩ rằng đến giờ phút này bản thân tôi cảm thấy mình đã hoàn thành tốt trong vai trò một hoa hậu. Tôi đã sống rất đàng hoàng để giữ gìn danh hiệu chứ không phải sống một cách buông thả. Những thăng trầm đến với tôi chỉ là cái gì đấy xui xẻo. Chồng Hà Kiều Anh là Huỳnh Trung Nam. Ông là một doanh nhân, là thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần khách sạn và dịch vụ Đại Dương, đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần Lạc Việt và sống ở Sài Gòn. Huỳnh Trung Nam là người chồng hiện tại của Hà Kiều Anh sau cuộc hôn nhân đổ vỡ đầu tiên. Cả hai đã gắn bó với nhau được gần 14 năm và sinh hạ được nhóc tì kháu khỉnh. Con hoa hậu Hà Kiều Anh là Vương Khang, Vương Khôi và Vian. Ngoài ra, cô cũng có mối quan hệ thân thiết với cậu con trai riêng của chồng là doanh nhân Trung Nam. Gia đình Hà Kiều Anh khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống viên mãn, không phân biệt con chung con riêng. Những scandal của Hoa hậu Hà Kiều Anh. Mặc dù Hoa hậu Hà Kiều Anh có sự nghiệp rực rỡ nhưng cũng không tránh khỏi những scandal. Năm 2003, người đẹp tốn không ít giấy bút của báo chí khi liên quan đến vụ buôn lậu điện thoại di động của công ty Đông Nam. Công ty này là của chồng cũ Hà Kiều Anh, ông Nguyễn Gia Thiểu. Năm 2004, cô kiện khách sạn Sài Gòn Phú Quốc với số tiền lên đến 20.000 đô la Mỹ. Sau đó là một scandal liên quan đến việc lộ ảnh nóng. Đó là sơ sẩy của đoàn phim Lục Vân Tiên khi những tấm hình Hà Kiều Anh tắm suối cùng mỹ uyên bị lọt ra ngoài.
Sau khi Hoa hậu Hà Kiều Anh chia sẻ thông tin nhận mình là công chúa đời thứ 7 nhà Nguyễn, đã có hai hậu duệ nhà Nguyễn lên tiếng cho rằng không chính xác. Mới đây trên trang Facebook của mình, Hoa hậu Hà Kiều Anh đã chia sẻ thông tin về gia tộc cũng như dẫn lời bà nội nói cô là công chúa đời thứ 7 triều Nguyễn, khiến không ít bạn bè đồng nghiệp bất ngờ và chúc tụng. Trong đó cô viết, vua Minh Mạng có hoàng tử thứ 11 tên là Tuy Lý Vương. Ông Tuy Lý Vương được dân yêu mến mộ, gọi là ông Quan Ba. Quan Thơ, ông làm thơ rất hay. Quan Nông, ông thường hay mặc quần áo nâu, hướng dẫn người dân làm ruộng. Quan Hiếu, ông rất có hiếu với mẹ. Ông đã đón mẹ mình, lúc đó là vợ vua, bà Lê Thị Ái, gọi là Lê Diệp Dư Từ, về phủ Tuy Lý Vương của mình để phụng dưỡng suốt đời cho đến lúc bà mất. Phủ Tuy Lý Vương đã được nhà nước công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Ông Tuy Lý Vương đẻ ra cậu con trai được gọi là Hương Ngãi, trong đó có bà Công Tằng Tôn Nữ Truyền Kinh là bà cố nội của mình. Bà Công Tằng Tôn Nữ Truyền Kinh là vợ thứ ba của ông Nguyễn Tăng Lộc, cũng là một ông quan trong triều đình nhà Nguyễn. Bà là một người cực kỳ xinh đẹp, có thể nói là đẹp nghiêng nước nghiêng thành, với làn da trắng mốt không tí vết. Chỉ tiếc là bà mất rất trẻ khi mới 36 tuổi vì bệnh đậu mùa, nhưng bà đã sinh được hai người con, một nam một nữ. Và nữ là bà Nguyễn Tăng Diệu Hương, bà nội của mình. Thảo nào bà nội lúc nào cũng nói bà là con vua cháu chúa, con cũng là công chúa đời thứ 7 đấy. Câu chuyện về cội nguồn của Hoa hậu Việt Nam năm 1992 nhận được hàng ngàn lượt yêu thích của nghệ sĩ, đồng nghiệp, người hâm mộ, hàng trăm bình luận chúc mừng và rất nhiều lượt chia sẻ. Trước thông tin này, nhà nghiên cứu độc lập trẻ Tôn Thất Minh Khôi, hậu duệ võ vương Nguyễn Phúc Khoát, vị chúa thứ 8 triều Nguyễn, người sáng lập trang Thiên Nam Lịch Đại Hậu Phi, chuyên cung cấp thông tin về hậu phi, nội cung sử Việt đã lên tiếng cho rằng Hoa hậu Hà Kiều Anh không phải là công chúa đời thứ 7 triều Nguyễn như chị tự xưng. Minh Khôi cho biết sở dĩ anh lên tiếng vì câu chuyện từ trang Facebook của Hà Kiều Anh được rất nhiều các báo, trang mạng trích dẫn, càng khiến thông tin sai được lưu truyền. Với thông tin được cung cấp, chị Hà Kiều Anh đã thay mặt Hoàng đế triều Nguyễn, thay mặt Hoàng Thái Hậu để tự đặt thụy hiệu, truy thăng người có cố từ Tiệp Dư lên thẳng hàng phi vị. Không chỉ có Minh Khôi mà cả hậu duệ đời thứ 5 của Tuy Lý Vương Nguyễn Phước Vĩnh Khánh, thành viên Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế và hiện là phó phòng Tuy Lý Vương cũng lên tiếng, và ông khẳng định đúng là Tuy Lý Vương Miên Trinh có 10 con trai là Hường Ngải chứ không phải là Ngãi. Tóm lại, cô Hà Kiều Anh đúng là con cháu có họ hàng xa 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 của phủ Tuy Lý Vương, nhưng là công chúa đời thứ 7 thì không thể. Tiểu sử Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga và người yêu bí ẩn. Trương Hồ Phương Nga sinh năm 1987 là Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007. Cô tốt nghiệp Đại học Nga, sau đó trở về nước tham gia các hoạt động giải trí. Cô từng là nghệ sĩ sáng tác, người mẫu, diễn viên và MC hoạt động trong showbiz tại Việt Nam. Cô được nhiều người biết đến với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 16 tỷ đồng của Cao Toàn Mỹ vào năm 2014. Cuộc đời. Trương Hồ Phương Nga sinh năm 1987 tại Hà Nội. Năm 12 tuổi, cô theo gia đình sang Nga định cư. Thời gian đầu mới sang, khu nhà cô ở, trẻ con không mấy ai nói tiếng Việt. Trương Hồ Phương Nga chỉ thích chơi với các bạn người Việt, với mong muốn có thể nói tiếng mẹ đẻ một cách nhuần nhuyễn. Thậm chí, cô còn làm thơ, mua sách giáo khoa Việt Nam về tự học. Phương Nga thông thạo 3 ngoại ngữ và tốt nghiệp ngành định giá và quản lý tài sản, trường Đại học Tổng hợp Quốc gia của Nga. Năm 2007, Trương Hồ Phương Nga đăng quang ngôi vị Hoa hậu người Việt tại Nga. Cũng năm nay, Phương Nga còn lọt vào top 10 cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt, khu vực SNG. Trước khi bị bắt tạm giam, Trương Hồ Phương Nga đã dính vào nhiều vụ tranh chấp như kiện tụng với mẹ ruột mình. Cô còn bị bà chủ hộ Imperial khởi kiện không trả tiền nhà và sau đó bà chủ phải thuê công ty đòi nợ Song Long để giải quyết. Ngoài ra, Phương Nga còn bị MC Quỳnh Chi tố lừa đảo cô hàng trăm triệu đồng. Hoạt động nghệ thuật. Sau 10 năm sinh sống ở Nga, Trương Hồ Phương Nga về Việt Nam. Phương Nga còn hoạt động trong giới giải trí với vai trò người mẫu, diễn viên, MC. Bộ phim cô từng tham gia, Người lính, Đập cánh giữa không trung, Phương Nga đã được phân vai nhưng lại bỏ lúc chưa bấm máy. Cô cũng góp mặt trong một số MV ca nhạc và nhiều sự kiện giải trí với vai trò MC. Phương Nga còn viết lời cho rất nhiều ca khúc của những ca sĩ nổi tiếng như Phạm Anh Khoa, Hoàng Bách, Vân Quỳnh, Đức Trí, v.v. Vụ kiện tranh chấp đất đai với mẹ ruột. Nhờ con gái đứng tên giùm hai lô đất, nhưng mẹ ruột Hoa hậu Phương Nga tá hỏa khi phát hiện lô đất của mình bị con gái đem bán cho người khác. Năm 2006, bà Hồ Mai Phương,
sinh năm 1959, ngụ thành phố Hà Nội, nhờ một người bạn tên Đỗ Thị Việt Hoa, ngụ quận Tân Phú, mua giùm hai lô đất ở phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, bà Hồ Mai Phương có công việc sang Nga và đã con gái là Trương Hồ Phương Nga, sinh năm 1987, tức Hoa hậu Phương Nga, đứng tên chủ quyền hai lô đất. Trong hồ sơ vụ án khởi kiện con gái ra Tòa án Nhân dân quận 12, yêu cầu giải quyết tranh chấp, bà Hồ Mai Phương cho biết, toàn bộ tiền mua hai lô đất ở phường Trung Mỹ Tây, quận 12 đều là tiền của tôi, do làm ăn tích lũy được trong thời gian công tác làm việc ở Liên bang Nga. Tôi là người quản lý, sử dụng và giữ toàn bộ giấy tờ có liên quan đến hai thửa đất này. Ngày 16 tháng 8 năm 2010, tôi kiểm tra giấy tờ thì phát hiện thấy mất một quyển sổ đỏ do Trương Hồ Phương Nga chiếm giữ để bán cho người khác. Tôi chỉ nhờ con gái tôi đứng tên, chứ không phải là tài sản tôi cho Trương Hồ Phương Nga. Không có văn bản nào tôi cho cháu hai miếng đất này, mẹ ruột Trương Hồ Phương Nga trình bày. Từ những lý do trên, trong đơn, bà Hồ Mai Phương đã yêu cầu Tòa án Nhân dân quận 12 yêu cầu Phương Nga phải trả lại cho bà hai mảnh đất với tổng diện tích là 343m2, thụ lý giải quyết yêu cầu khiếu kiện điều chỉnh đăng bộ lại quyền sử dụng đất cho bà đối với hai mảnh đất. Mặc dù bà đã nộp đầy đủ các giấy tờ quan trọng cũng như bản cam kết, người làm chứng, nhưng bà vẫn thua kiện con gái mình. Vụ kiện và bản hợp đồng tình ái. Trả lời hội đồng xét xử, Phương Nga khẳng định không lừa bị hại như cáo trạng. 16,5 tỷ đồng cơ quan điều tra quy kết chiếm đoạt thực chất là số tiền cô được trả để làm người tình đại gia trong 7 năm. Còn chuyện ký vào biên bản nhận nợ 16,5 tỷ đồng của Cao Toàn Mỹ, Nga khẳng định do bị ông này và 4 người khác ép vào quán karaoke, bắt ký nhận. Nga cũng phủ nhận đã thuê người đe dọa Cao Toàn Mỹ rút đơn, mà khai là cô bị người phụ nữ tên Phương gài bẫy. Tất cả các giấy tờ mua bán nhà, giấy giao nạp tiền đều được Mai Phương hướng dẫn thực hiện mới đây, chứ không phải đúng vào thời điểm ghi trên giấy tờ. Việc bị cáo ký tất cả mọi giấy tờ là do tin tưởng vào chị Phương, vì chị này hứa sẽ giải quyết mọi việc êm xuôi vụ bị cáo bị tố lừa đảo. Một số giấy tờ chị Phương bày tôi làm và ký, tôi tưởng chúng được chị Phương chuyển cơ quan điều tra, nhưng sau đó tôi lại phát hiện nó được đưa về cho anh Cao Toàn Mỹ, Phương Nga nói. Trước khi Nga bị bắt, Cao Toàn Mỹ hai lần làm đơn tố cáo lên Công an thành phố Hồ Chí Minh với nội dung khác nhau. Lần đầu vào tháng 4 năm 2014, ông tố cáo Nga vay tiền mở spa không trả. Lần sau vào tháng 7 năm 2014, tố cáo về hành vi lừa đảo, bởi lúc này mới thu thập đủ bằng chứng về việc bị lừa mua bán nhà. Và vì các lý do khác, ông Mỹ đều nêu rõ trong lời khai với cơ quan điều tra. Đặc biệt ông Mỹ có nêu lý do trong thời gian này bị cô Phương Nga dùng xã hội đen uy hiếp, nhưng đã không được dẫn lời. Ngay sau đó, văn phòng luật sư ông Mỹ đã có đơn khiếu nại chính thức về vấn đề này. Cao Toàn Mỹ là một doanh nhân có nhiều công ty ở thành phố Hồ Chí Minh và ở tỉnh, kinh doanh đa ngành nghề. Theo ICT News, Cao Toàn Mỹ là giám đốc công ty cổ phần tin học không gian ảo Vina Cyber, doanh nghiệp Internet được thành lập từ tháng 9 năm 2006, trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, với nhiều sản phẩm dịch vụ Internet mang tính tiên phong tại thị trường Việt Nam, như dịch vụ hẹn ăn trưa, hẹn hò tốc độ, đấu giá qua tin nhắn SMS, lập website tuyển dụng người mẫu. Có báo đăng tải, một doanh nhân với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành ICT, nhưng ông Mỹ khai tại tòa là ông chỉ xem nhà trên bản đồ rồi chuyển tiền cho Nga, chứ không tìm hiểu chi tiết về căn nhà. Tuy nhiên, trong băng ghi âm tại tòa, thể hiện ông Mỹ đã tìm hiểu thông tin mua bán nhà ở Ủy ban Nhân dân phường, có tìm hiểu tính pháp lý những người buôn bán nhỏ xung quanh căn nhà, có tìm hiểu kết cấu căn nhà, có tìm hiểu giá cả khu vực căn nhà trên mạng Internet và có tham khảo trên bản đồ Google trước khi chuyển tiền. Tại tòa, trả lời Viện Kiểm sát, Dung cho biết từng nhìn thấy hợp đồng giữa Nga và ông Mỹ, nội dung thực chất là hợp đồng tình dục, nhưng vì đã lâu cô không nhớ rõ nội dung điều khoản. Dung nói và khẳng định những lần nhận tiền của ông Mỹ chuyển cho Nga, cô đều rút ra đưa cho bạn chứ không xài đồng nào. Trước đó, trong giai đoạn tự nguyện và trong giai đoạn bị tạm giam, Nguyễn Đức Thùy Dung đã thừa nhận các hành vi phạm tội, nhưng tại tòa cô khai báo ngược với lý do bị áp lực từ phía nhà điều tra. Chốt phiên thẩm vấn, hội đồng xét xử tuyên bố trả hồ sơ vụ án về Viện Kiểm sát để điều tra bổ sung. Sau phiên tòa, nhiều báo điện tử đăng tải những email được cho là có nội dung liên quan đến hợp đồng tình ái này. Luật sư Vũ chỉ đưa ra một bằng chứng nhằm chứng minh giữa ông Mỹ và Nga là quan hệ tình cảm chứ không phải mối quan hệ bình thường. Đó là tình tiết hai người đã xuất cảnh 17 lần cùng ngày bay, giờ bay cùng sân bay, từ 28 tháng 5 năm 2012 đến ngày 21 tháng 11 năm 2013. Theo thông tin của ông Vũ, ông Mỹ và cô Nga trùng 8 chuyến đi trong 2 năm, từ ngày 17 tháng 2 đến tháng 8, cả chuyến đi lẫn chuyến về. Theo luật sư Hà Hải, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh,
Nếu hợp đồng tình ái trị giá 16,5 tỷ đồng giữa Phương Nga và đại gia là có thật, Phương Nga đã bị bắt oan về tội lừa đảo, nhưng có thể dính vào hành vi mua bán dâm. Căn cứ theo pháp lệnh phòng chống mại dâm, Nga có thể bị phạt từ cảnh cáo đến 300.000 đồng, còn ông Mỹ bị phạt từ 500.000 đồng đến 10 triệu đồng. Người bạn trai bí ẩn của trường hợp Phương Nga. Theo hồ sơ ông Nghĩa trình báo với PC45, khoảng giữa tháng 4 năm 2015, bạn trai của trường hợp Phương Nga có dấu hiệu uy hiếp ông Nghĩa, khai báo những việc ông Nghĩa không biết, đặc biệt là trình báo sự việc là trường hợp Phương Nga và Cao Toàn Mỹ có mối quan hệ tình cảm với nhau với cơ quan điều tra. Ông Lữ Minh Nghĩa, hành nghề nhiếp ảnh tự do và cùng cư ngụ với Nguyễn Đức Thùy Dung tại chung cư Imperial, quận 2, trước khi bị cáo này và Phương Nga bị bắt. Trong quá trình làm án, Nghĩa nhiều lần bị công an triệu tập, thẩm vấn do có liên quan. Tại cơ quan điều tra, Nghĩa thừa nhận đã giúp Nga viết bản di chúc và giấy xác nhận bản di chúc giả, có nội dung xác nhận là Lương Thị Kim Phi sau khi chết để lại căn nhà số 7 Nguyễn Trãi, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh cho ông Nguyễn Văn Yên. Ông Yên không hề bà con dòng họ với chủ nhà, song được Nga hóa thân thành cháu bà Phi, để rồi viết giấy nhận cọc và giấy hoàn trả tiền cọc giả với hy vọng được Hoa hậu thực hiện lời hứa cho 10 triệu đồng. Đồng thời, Nghĩa cũng là người đưa cho Nga 120 triệu đồng tiền của Dung để Nga thuê ông Dũng đe dọa ông Mỹ rút đơn. Phiên tòa. Ngày 22 tháng 6 năm 2017, Phương Nga đã thực hiện quyền im lặng trước tòa với lý do mất niềm tin với cả cơ quan điều tra và luật sư của mình, sợ cơ quan điều tra hủy hết chứng cứ. Ngày 29 tháng 6 năm 2017, tòa án tiếp tục thẩm vấn. Phương Nga khẳng định quan hệ với Toàn Mỹ là tình cảm. Họ đã nhiều lần đi du lịch nước ngoài và ở khách sạn cùng nhau, nhưng từ chối khai 16,5 tỷ đồng ở đâu. Với các chi tiết mới được đưa ra, hội đồng xét xử quyết định cho Phương Nga và Dung tại ngoại trả hồ sơ điều tra bổ sung.